Chào các bạn, mình là Hậu Giang Moto Vlog. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay thế cái lọc gió xe Yamaha Sirius FE này. Thì xe mình đã đi được khoảng 52.000 cây rồi. Thì định kỳ á, khoảng 10.000 km các bạn nên thay một cái lọc gió để đảm bảo xe nó nhận đủ cái lượng không khí để hoạt động tốt nhất. Thì lọc gió thì mình sẽ mua trong hãng nha, để đảm bảo an toàn. Cái lọc gió này thì rẻ thôi, nó chỉ 50.000 thôi các bạn. Đây nè. Các bạn cứ vô hãng mà mua cho chắc chắn nha. Rồi. Đầu tiên á, thì các bạn sẽ tháo lọc gió thì nó có khá là nhiều ốc. Đây nè, tháo những con ốc ở đây. Đó, bên kia nữa. Rồi ở trong này nó có một con nữa nè. Đó, các bạn cứ tháo từ từ ra. Rất đơn giản thôi các bạn. Thì nhiều người mình có cái thói quen là chạy chừng nào mà nó dơ, cực kỳ dơ, cái xe mà nó hoạt động không nổi mới chịu thay. Đó là không tốt nha các bạn, nó lúc đó nó sẽ hao xăng. Nếu mà tính suy đi nghĩ lại thì cái tiền xăng á, nó không bù cho tiền này à. Rồi mình sẽ tháo từ từ ra. À, các bạn sử dụng một cái vít dài như thế này nó sẽ dễ gỡ hơn nha các bạn. Chút mình xọt vô trong nó dễ hơn. Rồi sau khi mình đã dặn 5 con ốc ra rồi á, thì mình sẽ gỡ cái nắp này ra. Rồi sau khi các bạn đã gỡ 5 con ốc này ra rồi á, thì mình sẽ tiến hành gỡ cái nắp này ra, nắp lọc gió ra. Cũng chưa gỡ cái lọc gió ra được, bây giờ nó còn hai con ốc nữa các bạn thấy không, đó còn hai ốc ở trong nữa, mình sẽ gỡ hai ốc kia ra luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái lọc gió ra. Đây các bạn. Đây, để mình so sánh với cái lọc gió mới cho các bạn xem nha. Đây là một cái lọc gió mới nè. Thì sau khoảng hơn 10.000 km á, thì nó bám rất là nhiều bụi rồi các bạn. Mình quay phim thấy không rõ, nhưng mà ở ngoài mình nhìn thấy nó rất là nhiều bụi, bám bẩn lắm. Thì nếu mà để lâu quá thì nó sẽ không có đủ lượng gió cho xe nó hoạt động bình thường, lúc đó thì xe nó lại hao xăng nữa. Rồi sau khi các bạn đã vệ sinh sạch sẽ thì có thể lắp cái lọc gió được rồi. Để mình nổ máy cho các bạn nghe thử nha. Không có lọc gió các bạn đừng nên chạy lòng vòng nha, xe bốc lắm á, bốc khói á. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái lọc gió này vô đây, cũng như lúc mình gắn băng nãy thôi các bạn, rất là đơn giản. Rồi các bạn nhớ đẩy đẩy cái này cho sát sát vô nha các bạn, nó vô tốt nha. Rồi còn một chuyện nữa, cái lọc gió này có thể vệ sinh được không á, thì mình trả lời luôn là không nha các bạn. Vì cái lọc gió này là lọc gió giấy và nó tẩm dầu rồi,
và cái bụi bẩn nó bám trên đây rồi á thì nó không thể nào mà thổi ra được. Các bạn dùng máy thổi nó cũng không có ra đâu, nên cũng không cần thổi. Với lại giá nó cũng khá là rẻ nên các bạn cần thay đi. Không có nên vệ sinh không được đâu các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn nha.